chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Kim Quốc Tiến, hệ thống showroom thiết bị vệ sinh và nhà bếp số 1 Việt Nam. Và trong video ngày hôm nay thì mời mọi người cùng Vân tìm hiểu một chiếc tủ rìu đến từ thương hiệu Bosch nhé. Đây là sản phẩm mà mình đang muốn nói chuyện với mọi người. Thì chiếc tủ rìu này nó sẽ có sức chứa lên đến 189 chai với cái chất liệu gỗ đó là gỗ sồi, và nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngăn. Thì ở đây nó cũng sẽ có cái chức năng gọi là chức năng điều chỉnh nhiệt độ. Nó sẽ giúp điều chỉnh nhiệt độ trên và dưới, và cũng như là cái nhiệt độ ở phần chính giữa nó sẽ trung hòa giữa hai bên này. Thì ở đây chúng ta sẽ có thêm cả cái chế độ khử mùi trong tủ rượu để mà giúp cho cái hương vị của rượu nó cũng sẽ được tốt hơn. Và cái nhiệt độ của tủ rượu này đó là từ 3 đến 8 độ C. Đó. Các bạn có thể thấy ở đây ha. Ở đây thì sẽ có đèn. Ở phía bên này thì cửa sổ cũng sẽ là cửa kính để mà chống tia UV, một trong những tác nhân gây đến việc đó là ảnh hưởng đến cái mùi vị của rượu. Đây là một chiếc tủ rất là lớn. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ có thêm cả khóa an toàn và những cái thông tin sản phẩm đi kèm để các bạn dễ dàng sử dụng hơn. Thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về sản phẩm này, các bạn đừng quên truy cập ngay vào link phía dưới hoặc gọi ngay đến số hotline của Kim Quốc Tiến đó nha. Và hẹn gặp lại mọi người nha.